Tổng thống Joe Biden lo ngại về khả năng Nga hỗ trợ Triều Tiên tăng cường năng lực quân sự. Nga tấn công dồn dập, quyết tâm giành quyền kiểm soát Vokhchan. Đoàn tàu chở quân tiếp viện cho Kharkov của Ukraine bị Nga tập kích. Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên nền tảng YouTube. Chương trình hôm nay gồm những nội dung chính sau đây. Ngày 24 tháng 5, hãng tin NBC News dẫn lời 6 quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang lo ngại về khả năng Nga hỗ trợ Triều Tiên, tăng cường năng lực quân sự. Qua đó sẽ có những động thái leo thang căng thẳng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, ngay trước thềm cuộc chạy đua vào Nhà Trắng giữa đương kim Tổng thống Joe Biden và ông Donald Trump. Theo giới chức Mỹ, lo ngại này càng có cơ sở khi Tổng thống Nga Putin dự kiến có chuyến công du tới Triều Tiên trong vài tuần tới. Các quan chức tình báo Mỹ cho rằng, Tổng thống Nga nhiều khả năng sẽ cung cấp cho Triều Tiên công nghệ chế tạo tàu ngầm hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Đổi lại, Bình Nhưỡng sẽ cung cấp lượng lớn số vũ khí đạn dược, giúp Nga chiếm ưu thế trên chiến trường trong cuộc chiến với Ukraine. Một quan chức tình báo Mỹ cho biết, chúng tôi không nghi ngờ gì về việc Triều Tiên có những động thái gây hấn trong năm nay. Vấn đề chỉ là mức độ leo thang lần này sẽ như thế nào. Giới chức Mỹ cũng cho biết, chính quyền Tổng thống Biden đã đề phòng khả năng Triều Tiên tiến hành một vụ thử hạt nhân và lên sẵn kế hoạch đối phó trong trường hợp Triều Tiên có hành động gây hấn tại khu phi quân sự với Hàn Quốc. Tuy nhiên, một số quan chức khác hoài nghi khả năng Triều Tiên gây cú sốc tháng 10 ngay trước thềm bầu cử Mỹ bởi Nga có thể sẽ ngần ngại trước động thái gây căng thẳng trong khu vực có sự hiện diện của Trung Quốc, quốc gia cũng có mối giao hảo với Nga. Theo những quan chức này, Nga và Triều Tiên có thể nhắm đến hai mục tiêu khác khiến chính quyền Tổng thống Biden thất thế trong cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới là cuộc chiến ở Ukraine và giao tranh giữa Israel và Hamas. Cựu Tổng thống Trump từng nhiều lần lên tiếng khẳng định cả hai cuộc xung đột nói trên chắc chắn sẽ không xảy ra nếu ông vẫn còn làm Tổng thống và cả Tổng thống đương nhiệm Joe Biden cùng các quan chức Nhà Trắng đều phản đối mạnh mẽ tuyên bố của ông Trump. Cho đến thời điểm hiện tại, phía Nga và Triều Tiên chưa bình luận trước các cáo buộc này, nhưng với cáo buộc Triều Tiên cung cấp vũ khí cho Nga, phía Mỹ nhiều lần đưa ra và cả hai nước nhiều lần bác bỏ. Trong khi đó, người phát ngôn chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Trump, ông Stephen Chae Ung khẳng định, cú sốc tháng 10 duy nhất sẽ là gương mặt thất thần của những nhà báo đưa tin ông Trump tái cử. Trước đó, năm 2016, giới chức tình báo Mỹ đã cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ theo hướng có lợi cho ông Trump. Tuy nhiên, theo kết luận điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller, không có bằng chứng nào cho thấy điều này. Dù vậy, truyền thông Mỹ vẫn tiếp tục lan truyền thông tin Nga đã tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Đáp lại người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Nga chưa từng can thiệp vào các cuộc bầu cử Mỹ trong quá khứ và sẽ không làm vậy trong năm nay. Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã bước sang năm thứ ba và chưa có dấu hiệu kết thúc khi tình hình chiến trường vẫn diễn ra vô cùng căng thẳng. Cuối tháng 5, nắng chói chang nhưng không làm mờ được khói bụi chiến trường ở Vovchansk ở phía bắc của tỉnh Kharkov. Nơi đây trong những ngày qua đã trở thành tâm điểm của các cuộc giao tranh khốc liệt. Tờ Anna News đưa tin, lực lượng Ukraine cố thủ trong thành phố đang phải đối mặt với các cuộc không kích và pháo kích không ngừng nghỉ. Cùng với pháo binh, không quân chiến thuật Nga đã mở cuộc tấn công ác liệt vào các mục tiêu ở bờ nam sông Volchia. Quân đội Nga sử dụng nhiều loại vũ khí nhắm vào các vị trí này. Điểm nổi bật của trận chiến chắc chắn là màn trình diễn ấn tượng của máy bay tiêm kích đa năng Su-34 liên tục dội bom lượn có điều khiển xuống mục tiêu. Đáng chú ý, lần đầu tiên tại mặt trận này, một quả bom nhiệt áp cỡ lớn ODAB-1500 đã được sử dụng. Đây là loại vũ khí có sức công phá khủng khiếp chỉ đứng sau vũ khí hạt nhân. Quả bom đã đánh trúng một điểm triển khai tạm thời của lực lượng Kiev. Vụ tấn công đã gây ra thiệt hại lớn cho tòa nhà và gây thương vong cho các lực lượng bên trong do sóng xung kích dữ dội. Những tổn thất chính xác vẫn đang được đánh giá. Một đoạn video về cuộc tấn công bằng bom nhiệt áp đã xuất hiện trên mạng xã hội. Việc Nga dùng bom nhiệt áp ODAB-1500 để tấn công có thể khẳng định mục tiêu đó rất quan trọng. Một khi đánh trúng mục tiêu, binh lính Ukraine trong tòa nhà sẽ chết ngạt hoặc bị nhiệt độ cao bốc hơi ngay lập tức, hoặc thậm chí bị đốt cháy thành than. Những người lính Ukraine tin tưởng vào các công sự của họ, chủ yếu là các tòa nhà cao tầng, đột nhiên một quả bom nhiệt áp từ trên không lao xuống, họ không còn nơi nào để trốn thoát. Cú đánh bất ngờ này chắc chắn là một đòn giáng nặng nề vào tinh thần của lực lượng Kiev. Bom nhiệt áp ODAB-1500 có hai ngòi nổ, tự động kích hoạt sau một thời gian nhất định khi rời khỏi máy bay. Khi tiếp cận mục tiêu, ngòi nổ ban đầu sẽ kích nổ khối thuốc nổ nhỏ, phá vỡ đầu đạn và giải phóng nhiên liệu lỏng, tạo ra đám mây khí dung hay còn gọi là son khí. Ngay sau đó, ngòi nổ thứ hai sẽ kích nổ. Tại thời điểm này, đám mây phát nổ tạo ra sóng xung kích công suất cao dẫn đến vụ nổ mạnh. Áp suất tại tâm chấn có thể tăng vọt lên khoảng từ 90 đến 120 atmosphere.
gây ra sự tàn phá đặc biệt. Áp suất tăng đột ngột có thể gây thương tích nghiêm trọng bên trong cho những sinh lực ở gần. Lực lượng hàng không vũ trụ Nga VKS đã tiến hành cuộc không kích thứ hai vào các mục tiêu của Ukraine bằng bom nhiệt áp ODAB-1500 chỉ trong vòng 2 tuần. Ngày 9 tháng 5, trùng với lễ kỷ niệm ngày chiến thắng của Nga, VKS đã thả quả bom nhiệt áp nặng 1,5 tấn này nhằm vào nhà kho thiết bị tại nhà máy vật liệu chịu lửa ở Chasovia. Đoạn phim về vụ nổ nhanh chóng xuất hiện trên mạng. Vụ nổ của một quả bom trọng lượng lớn như vậy được ghi lại một cách sống động ở cả phổ quang học và hồng ngoại. Một đám mây lửa và khói hình nấm cao chót vót bốc lên từ nơi quả bom đã thả xuống. Cảnh tượng trông rất giống hậu quả của một vụ nổ hạt nhân. Sức tàn phá của vụ nổ bom ODAB-1500 lại được tăng cường bởi vụ nổ của đạn dược và nhiên liệu dự trữ trong tòa nhà, tạo ra những hình ảnh ấn tượng. Nga đã phát triển ODAB-1500, một loại bom nhiệt áp có sức tàn phá chỉ đứng sau vũ khí hạt nhân, có thể tạo ra vụ nổ nhiệt độ cao, sau đó là sóng xung kích cực mạnh, rất thích hợp để phá hủy các mục tiêu kiên cố, bong ke, hầm ngầm và cả sinh lực ẩn lộ. Bom nhiệt áp ODAB-1500 có chiều dài khoảng 4,5m và đường kính khoảng 0,58m. Trọng lượng toàn bộ của bom nặng khoảng 1.500 kg, trong đó hỗn hợp nhiên liệu tạo ra hiệu ứng nhiệt áp có sức tàn phá, chiếm một phần đáng kể trong quả bom này. Các máy bay như Tu-22M3 hay Su-34 thường sử dụng bom ODAB-1500 thả rơi tự do. Nhưng nếu thả bom như vậy, những máy bay này sẽ dễ dàng biến thành mục tiêu bắn tập của phòng không đối phương. Do đó, Nga đã cải tiến khi lắp thêm mô đun cánh lượn có thể điều khiển, giúp thả trúng mục tiêu từ xa. Quân đội Nga thường sử dụng loại bom này cho các cuộc tấn công các mục tiêu chiến lược quan trọng nhằm phá hủy tối đa mục tiêu. Sau khi thả bom nhiệt áp ODAB-1500 xuống Vovchansk, quân đội Nga nhận ngay tin tốt, họ đã giành được mục tiêu là tòa án Vovchansk. Đây không chỉ là mục tiêu có giá trị chiến thuật mà còn là bước đột phá lớn hạ gục tuyến phòng thủ tâm lý của lực lượng Ukraine. Ở phía bên kia, tinh thần của binh sĩ Nga được cải thiện đáng kể. Việc giành được mục tiêu tòa án thành phố đồng nghĩa với việc lực lượng Moscow đã tạo dựng được chỗ đứng vững chắc tại Vovchansk, tạo điều kiện cho các đợt tiến công tiếp theo. Cho đến thời điểm hiện tại, Nga đã làm chủ hoàn toàn phía bắc thành phố Vovchansk. Họ tiến đều đặn dọc đường Sobornaya, Korolenko và các tuyến đường khác rất khó ngăn cản. Trong cuộc tiến công này, quân Nga đã kiểm soát thành công một khu vực rộng 3,2 km và sâu 2,3 km, đẩy mặt trận tiến thêm một bước lớn. Có thể hình dung, dưới sự hỗ trợ hỏa lực mạnh mẽ, quân Nga đã vững vàng tiến về phía trước với thiệt hại thấp nhất. Đặc biệt ở phía tây Vovchansk, quân đội Nga đã đạt được thành công một phần dọc đường Maslovka ở làng Staryza và tiếp tục kiểm soát Shevchenkovo và phần còn lại của khu vực Kum. Trong bước tiếp theo, quân đội Nga có thể tiếp tục mở rộng phạm vi kiểm soát ở Vovchansk, củng cố các khu vực đã kiểm soát và tăng cường hơn nữa tuyến phòng thủ. Bên cạnh đó, họ cũng có thể tiến hành các cuộc tấn công dữ dội hơn vào các trận địa phòng ngự và tuyến tiếp tế quan trọng của quân đội Ukraine nhằm đẩy đối phương vào tình thế khó khăn hơn. Trong đó, không loại trừ khả năng họ tiếp tục sử dụng bom nhiệt áp hạng nặng nếu gặp khó khăn. Trang tin Avia Pro đưa tin, ngày 23 tháng 5, Nga đã tập kích bằng vũ khí chính xác và máy bay không người lái, phá hủy một đoàn tàu chở quân tiếp viện của Ukraine từ Nikolaev đến Kharkov. Trong cuộc tấn công này, Nga đã sử dụng thiết bị mồi nhử, khiến hệ thống phòng không của Ukraine bị quá tải, từ đó giúp Moscow tập kích chính xác đoàn tàu tiếp viện của Ukraine. Vụ tấn công khiến tuyến đường sắt phải tạm ngừng hoạt động vô thời hạn, trong khi lực lượng vũ trang Ukraine mất cơ hội tiếp nhận các đoàn tàu chở thiết bị và lực lượng tiếp viện. Theo thông tin ban đầu, đoàn tàu chở khoảng 1.200 quân nhân Ukraine cùng các trang thiết bị. Trong khi đó, hãng tin TASS dẫn nguồn tin quốc phòng nói rằng Nga đã tập kích chính xác một trung tâm đường sắt mà Ukraine dùng để tiếp viện cho mặt trận Kharkov. Cuộc tấn công khiến đoàn tàu chở xe tăng bị phá hủy. Ngoài ra, Moscow cũng tập kích một cơ sở được dùng làm nơi huấn luyện cho quân nhân Ukraine vận hành thiết bị không người lái. Cho đến thời điểm hiện tại, Ukraine chưa bình luận về thông tin này. Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, nằm cách biên giới Nga hơn 30 km về phía nam. Trong những tuần gần đây, thành phố này đã chứng kiến sự gia tăng các cuộc tấn công bằng tên lửa, máy bay không người lái và bom của Nga. Trả lời phỏng vấn Ukrinform hồi tháng 3 năm nay, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrsky đã để ngỏ khả năng Nga đưa quân vào Kharkov một lần nữa và lực lượng vũ trang Ukraine đang thực hiện mọi biện pháp để ứng phó trước kịch bản như vậy. Ông nói, chúng tôi đang thực hiện một loạt nhiệm vụ quy mô lớn nhằm củng cố các vùng lãnh thổ và vị trí. Chúng tôi đang lắp đặt một hệ thống phòng thủ phức tạp. Năm 2022, Ukraine từng giành lại một phần Kharkov sau 7 tháng kiểm soát. Ông Syrsky tuyên bố, Ukraine đã có kinh nghiệm về cách chiến đấu tại Kharkov có thể gây ra sự sụp đổ quy mô lớn của mặt trận Nga. Ông cảnh báo, nếu quân Nga tiến vào một lần nữa, Kharkov sẽ trở thành tử địa của họ.